là Vũ, hiện tại em đang bán lan ở 346 Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Em đang bán lan ở trên Facebook là Võ Anh Vũ, số điện thoại là 0122561489, số điện thoại của em là 0122561489 nha. Còn hôm nay em có giới thiệu đến anh chị, đó là một loại cây hạt vĩ thiên cung mà người Thái họ làm ra. Hạt vĩ thường của mình thì cây nó hơi nhỏ một tí, nhưng mà người Thái họ cấy lên những cây hạt vĩ thiên cung có hoa màu tím ha, hạt vĩ thiên cung hoa màu tím, và cái hương của nó sẽ dài và to. Nó dài cỡ tầm bao nhiêu vậy ha? Nói chung là sau này mình đồng tốt, nó cỡ dài gần 2 mét của nó rồi. Và cái cây em đang cầm là dài cỡ tầm bao nhiêu? Được. Em đo lại người em coi. 1,5 mét rồi bác ơi, 1,5 mét mà vẫn còn đang chỉ đọt nha. Tuy rằng hạt vĩ thì nó sẽ không bằng giả hạt, nhưng cũng là một loại lan hoàn hảo đáng được sưu tầm ha. Tại vì mình có thể trồng vào chậu, trồng vào bằng gỗ hoặc chậu, hoặc là ghép lên cây xanh nhà mình. Nó thông xuống và ra rất là sai hoa. Ví dụ anh chị thấy những cái hoa mùa trước, hoa mùa trước không? Rất là sai bông này. Nó những cái vòi hoa của nó này chỉ ra rồi. Và em cầm thử được, em cầm này. Đó. Cái này là họ chỉ ghép lên hai cái bản gỗ nhỏ thôi mà nó đã phát triển được to như vậy rồi. Thì mình nếu mà mình chăm, mình ghép lên một cái giá thể to hơn thì nó cực kỳ bự ha, bự và dài nữa. Em ghép được hai cái cực nhìn rất là đẹp ha. Với lại bên Thái thì người ta trồng, người ta không có kêu phân gì hết, nên mình rất là về vườn thì mình rất là dễ trồng ở đất ơi. Đây là được tầm 1,5 mét đúng không? Rồi, em quay một tí xíu nữa tại vì mình quay phải được 5 phút ha. Trời ơi, rất là to và dài. Và bên cửa hàng của em bán rất là nhiều giống của cây này ha. Tuy là nó không to được như vậy nhưng mà bằng một nửa hoặc là nó to hơn một nửa một tí thôi, chứ không thể bán nào cũng to như vậy được. Tại vì người ta ghép một cái giá thể nhỏ cho nên là nó chỉ được cỡ tầm 10-20 bản như vậy thôi. Còn thấy là hoa nở tết đúng không anh? Đúng rồi, hoa nở xuân thôi, hoa nở xuân và cây đó nè. Đồ cây thương già, là cây thương tơ của anh. Cái này là do nhập về nó hơi cắt nước một tí cho nên hơi héo, nhìn nó không được tươi lắm. Nếu anh chị về trồng ở nhà mình thì nhìn nó rụ xuống rất là tươi nha. Còn 20 giây này diễn ơi, mày nói điều gì không? Bác đã nhớ là bên em là thường là hay bán lan trên Facebook của Võ Anh Vũ, và thường hay livestream vào lúc 11 giờ và 8 giờ tối hàng ngày. Bác hãy nhớ follow trang kênh nhân Facebook Võ Anh Vũ, hoặc đăng ký kênh để được nhận những bài video tiếp theo của bên em đây nha. Rồi, bé áo đỏ, rồi chào mọi người em. Rồi chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha.